Buffet nem nướng 39 cảnh mới toanh mở cả ngày nằm ngay sát xịt khu Bắc Kinh xây đã thấy còn có hẳn đồ chiên ăn kèm và dưa hấu tráng miệng. Xin nhấn mạnh là quán mở cả ngày từ 10 giờ sáng tới tận 11 giờ đêm, mọi người thích ăn trưa ăn chiều ăn tối lúc nào cũng được. Buffet nem nướng không giới hạn thời gian, không giới hạn số lượng, chỉ 39 cảnh một người, thật sự là thắc mắc không biết quán lời lãi kiểu gì luôn ấy. Đồ cuốn ở đây ngoài bánh tráng, bánh phở, ram chiên, dưa chuột xoài bào, đồ muối như bao quán thì còn có thêm dứa. Riêng xoài cũng là hai loại xoài bào miếng và xoài bào sợi, dứa chua chua ngọt ngọt cuốn cùng nem nướng hợp cực. Đồ chiên thì thay đổi theo ngày, hôm nay mình ăn có phồng tôm, khoai kén và khoai lệ phố. Nem nướng thì vẫn cứ là như bao quán nem nướng, ăn kiểu ở mức ổn áp ý. Cuốn cùng nhiều rau dưa bánh tráng làm cái cuốn thật là to, chấm thật đẫm cái sốt chấm đặc trưng là đã cái nư. Sốt chấm đây sánh nên là khá quyện vị, ớt chưng cay xé xé lưỡi nên mọi người cho tí tí thôi nhá. Còn hành phi thì mình nghĩ đổi sang loại tự phiên sẽ giòn thơm hơn loại mua sẵn này. Ngoài ra còn có buffet coca và trà đào 11 cành một người, nguyên combo cả buffet nem nướng, cả buffet nước tròn 50, vẫn quá là rẻ. Địa chỉ quán ở 65 Minh Khai nằm ngay gần đầu ngõ Hòa Bình 2 ý, rất là gần Time City mà từ khu Bắc Kinh xe qua đây cũng chỉ có tí thôi. Cuối cùng thì buffet nem nướng Nha Trang chỉ 39 cảnh, siêu hot hit cập bến tim Cầu Giấy rồi đây. Đỉnh nữa là quán mở cả trưa và tối, bình thường cũng 30-35 một suất, giờ thêm xíu xíu nữa thành 39 cảnh một người là ăn buffet nem nướng không giới hạn thời gian, không giới hạn số lượng, ăn no nê tha hồ gắp đồ. Mà quán này thì đảm bảo là không có tình trạng hết đồ đâu vì refill liên tục nhanh lắm. Đặc biệt là sốt chấm đây ngon nha, chấm nem siêu bon mồm, thêm hành phi xịn tự làm ăn đứt các quán khác, toàn hành phi mua sẵn thôi. Cuối like để mọi người tự đi lấy cho tiện và chủ động chứ không cần ý ở nhân viên nhiều, gồm có nem nướng này, ram cuốn, bánh tráng, bánh phở, dưa chuột, xoài, rau dưa ăn kèm đầy đủ hết, chỉ việc gắp. Sốt chấm được đựng trong nồi cơm nên giữ được độ nóng hổi liên tục. Về nem nướng đây thì kiểu không phải quá ngon quá wow mà là ổn áp, kiểu cũng xem các hàng nem nướng gọi theo suất khác ấy, chất lượng không kém gì đâu. Được cài thái miếng dày dặn không bị mỏng lèo tèo, xong cứ cuốn cùng bánh tráng thật nhiều rau dưa là ăn thanh mát nhẹ bụng, chuẩn món ăn vặt mùa hè. Linh hồn của món nem nướng là sốt chấm ở đây thì mình thấy ngon, sánh và thơm rõ luôn, lại thêm hành phi xịn nên là càng thơm. Ngoài ra quán còn có buffet kem hơn chục vị, chỉ 20 kèm một người, tính ra chỉ tầm 6 sọi là cả nem cả kem, quá rẻ. Còn cả buffet nước thêm 20 kèm một người có coca, trà quất và nước sấu, nhưng mình thấy chỉ nên chọn buffet kem hoặc buffet nước, một trong hai thôi. Đây quán ối rồi ôi, số 18 ngõ 38 Trần Quý Kiên. Không gian vỉa hè khá là rộng, tụ tập thoải văn mái đi. Thời gian mở trưa từ 11 giờ đến 13 giờ 30, còn chiều từ 17 giờ đến 24 giờ nha. Tin vui cho team Hoàng Mai đã có buffet nem nướng 39 cảnh siêu hot hit cập bến rồi đây. Vẫn cứ là 39 cảnh mà người ăn thoải mái, không giới hạn thời gian, không giới hạn số lượng, không giới hạn lượt lấy, ăn no thì thui. Đã thấy ở đây còn có thêm món ăn kèm như bánh bao chiên, phồng tôm chiên và dưa hấu tráng miệng. Quán mở cả trưa và tối mà tối mở muộn tới tận 12 giờ đêm. Chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời siêu rộng nên khỏi lo hết chỗ nha. Bình thường mà đi ăn em nướng gọi theo suất thì mỗi suất tầm 5 đến 7 miếng, mà nhiều lắm thì là 8 hay 9 miếng đi. Như mình mới lấy lượt đầu đã sương sương tầm 20 miếng thì rõ là hơi chưa. Nem đây có hai loại, nem phên và nem lụi. Mình thấy nem lụi ăn có độ mềm dẻo thơm xả hơn nem phên này. Rau dưa để cuốn cực kỳ đa dạng. Xoài cũng hai loại là xoài bào sợi và xoài bào miếng, rồi cà rốt bào sợi này, đồ muối chua, bánh phở, ram chiên, rau sống không thiếu gì. Nước chấm nấu sánh đặc nên chấm khá quyện nem, hành phi loại ok cùng ớt chưng cay xè nên mọi người cho xíu xíu thôi nha. Làm một cuốn thật to rồi chấm đẫm sốt đặc trưng, chuẩn món ăn mùa hè thanh mát nhẹ bụng. Ngoài ra mọi người có thể thêm 15 cành nữa để uống thỏa thích buffet coca, trà đào và trà bí đao. Còn bạn nào team thịt vẫn muốn ăn buffet nướng thì chiều tối quán vẫn phục vụ nha. Cuối live full món giá chỉ 136 cành một người, rẻ hơn các chỗ khác một xíu này. Và đây là quán Hoàng Khôi số 91B Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai. Quán nằm ngay mặt đường rất là dễ tìm. Hoặc mọi người cứ search Google Map địa chỉ rồi đi theo là chuẩn nhất nha, không trượt được. Mình lại mới phát hiện ra một quán buffet nem nướng 39 cảnh điều hòa mát rượi, chỗ ngồi thì rộng rãi lại còn free, tráng miệng dưa hấu cùng sữa chua túi tuổi thơ ở ngay Quan Hoa, rất là gần mấy trường giao thông vận tải này, báo chí, sư phạm, quốc gia và Nguyễn Tất Thành. Nói chung là quá tiện cho team học sinh sinh viên Cầu Giấy luôn ý. Giá vé 39 cảnh một người, ngoài nem nướng còn có thêm nem lụi với cả tráng miệng nên mình cũng rất thắc mắc không hiểu quán lãi kiểu gì. Buffet coca là thêm 9 cảnh một người, ngoài ra quán có trà đá với trà sâm dứa 5 cảnh một cốc. Quầy lai nem nướng rau dưa ram cuốn các thứ ăn kèm nằm ngay giữa nhà nên mọi người có thể đi vòng quanh lấy đồ khá tiện. Nem nướng thì mình vẫn phải nói đi nói lại, mọi người đừng mong chờ quá ngon hay gì nha, na ná các quán nem nướng Nha Trang khác thôi. Món này mình luôn thấy là một món dễ ăn này, thanh mát hợp mùa hè, cứ cuốn cùng bánh tráng, ram chiên giòn giòn và xoài bào chua chua, dưa chuột mát mát, rau thơm xong chấm đẫm sốt là ăn thôi. Mà sốt chấm đây ok nha, sánh đậm đà, thêm chút hành phi giòn thơm cùng ớt chưng cay cay là vào việc. À mà ớt để cay lắm mọi người cho một tí thôi nhá. Với mọi người lưu ý một xíu là buffet nem nướng chỉ có từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều, còn buổi tối là quán nướng nha. Địa chỉ quán buffet nem nướng Ong Béo ở số 171 Quan Hoa, Cầu Giấy. Ngoài ra còn bên cơ sở 38 Vĩnh Hưng cũng bán buffet nem nướng buổi trưa nha. Vâng, giờ buffet nem nướng 38 cảnh hot hòn hòn đã cập bến trung tâm quận Đống Đa rồi nè. Hẳn là 38 cảnh phá giá rẻ hơn các quán khác một cảnh, lại còn được ngồi phòng máy lạnh phà lại thêm các món ăn kèm thay đổi theo ngày như là bánh bao chiên này, phồng tôm chiên, nộm chân gà rút xương, thêm tráng miệng hoa quả, dưa hấu, củ đậu ổi. Ngoài nem nướng Nha Trang đây còn có cả nem lụi, nhưng mà nem lụi và hoa quả sẽ ra theo ngày chứ không phải ngày nào cũng có đâu. Buổi trưa mà ngán ngán ăn cơm ăn phở có thể qua đây ăn no nem nướng, mà món cuốn lại thanh mát nhẹ bụng, nắng nóng ăn rất là háo. Nem nướng cùng nem lụi đều ở mức ổn, các đồ cuốn kèm thì có ram chiên giòn này, rau sống, dưa góp chua ngọt, cuốn cùng bánh tráng và chút bánh phở rồi chấm sốt là ăn thôi. Nhưng sốt chấm mình ăn bữa hơi loãng, chấm chưa được sánh quyện của làm keo hơn tí nữa thì ok. Với cả ở đây dùng ớt tươi, mình thấy thay bằng ớt chưng sẽ hợp vị hơn, mong quán điều chỉnh nè. Mọi người có thể thêm 29 cách để thỏa thích buffet trà sữa, trà matcha, coca và fanta tươi. Trà sữa còn phun topping chân châu thạch đi kèm nữa. Thêm 15 cành thì thỏa thích buffet kem tươi nhiều vị. Buffet này bán cả ngày, ngoài ra có cả lẩu nướng bán cả ngày cũng giá từ 139 cành. Không gian mấy tầng rộng rãi, view cửa kính vừa ăn vừa ngắm đường. Có hai quán đối diện nhau nên mọi người chú ý kẻo nhầm nha. Đây là Mall Tham ở 198 xã Đàn nè.
Phát hiện quán buffet nem nướng Nha Trang chỉ 39k, siêu độc lạ ở phố Chùa Láng, dự là chuẩn bị hot hòn hòt lắm đây này. Mọi người không nghe nhầm đâu, chỉ 39k một người thôi đấy. Suất nem nướng bình thường cũng tầm 30 mà mình ăn một suất thấy vẫn thòm thèm. Giờ thì chỉ cần thêm 9k nữa được ăn tẹp bô nem nướng. Buffet ăn không giới hạn số lượng, không giới hạn thời gian luôn. Lại còn có quầy like để mọi người tự đi lấy cho tiện chứ không cần nhớ nhân viên nhiều, quá hợp với người hướng nội. Quầy like gồm có nem nướng này, giam cuốn, bánh tráng, bánh phở, dưa chuột, xoài, rau dưa ăn kèm đầy đủ hết, chỉ việc gắp thôi. Sốt chấm cũng để mình tự lấy luôn nha, được đựng trong thùng giữ nhiệt nên sốt chấm còn nóng hôi hổi luôn ấy. Về nem nướng ở đây mình ăn thấy cũng xem các hàng nem nướng gọi theo sốt khác, chất lượng không kém gì, kiểu bản thân cái nem nó không phải quá ngon hay quá wow mà là ổn áp. Nem nướng cứ cuốn cùng bánh tráng và thật nhiều rau dưa ăn là thanh mát nhẹ bụng, tí tí cũng không ngán, rau dưa đây sạch sẽ nha. Với một phần rất quan trọng của nem nướng là sốt chấm thì đây làm cũng ok, đặc sánh thơm chấm nem quyện vị này. Chương cay xè mọi người cho tí tí, hành phi thì không xịn lắm, quá mà đổi sang hành phi tự làm thì mê. Ngoài ra quán còn có buffet coca cũng chỉ 9k mọi người thui, rẻ ơi là rẻ ấy, chẳng bằng giá một chai coca mình mua ngoài luôn. Đây quán Aha buffet số 25 Chùa Láng Đống Đa, rất là tiện cho team ngoại thương ngoại giao nhá. Với lưu ý một chút là buffet nem nướng chỉ có từ 9:30 sáng tới 2:30 chiều thôi nha.